Chào các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu thì trong phần bài học này chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu về những công cụ chọn trên phần mềm Photoshop. Nhưng trước tiên để bắt đầu project này thì chúng ta hãy khởi tạo một file làm việc mới hay là một file hình ảnh mới bằng cách các bạn di chuyển vào trong menu file và lựa chọn cho mình một lệnh có tên là new document với phím tắt là Ctrl N. Trên phần new document hiển thị ra, các bạn có thể đặt tên cho project của chúng ta đó là bài con voi ma Sau khi có tiêu đề cho phần file làm việc là con voi ma các bạn di chuyển đến phần width và đổi đơn vị nếu như nó đang không xuất hiện đơn vị là pixel, chúng ta lựa chọn vào ô đơn vị và đổi nó về đơn vị đo là pixel. Khi làm việc trên hình ảnh thì chúng ta thường sẽ sử dụng đơn vị đo là pixel. Các bạn gõ vào đó cái giá trị dành cho file làm việc mới là 1920 pixel nhân với chiều cao là 1080 pixel. Với resolution là độ phân giải hình ảnh, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nó ở phần bài học trước, bạn để cho mình là 300 pixel per inch. Không gian màu chúng ta để là RGB và Phần bit màu thì chúng ta để là 8 bit. Với phần background chúng ta để là white. Sau đó các bạn ấn OK. Như vậy là ta đã tạo ra một file tài liệu mới. Để tiếp tục làm quen với các công cụ chọn thì các bạn lại vào trong menu file và mở ra cho mình hai cái file hình ảnh để bắt đầu cho phần bài học này. Đó là file Desert Wounds Paper và file Earth gạch ngang 017. Đó là cái hai cái file hình ảnh mà mình tải sẵn ở trên mạng về để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và làm quen với phần bài tập trong cái dự án project này. À, đối với file hình ảnh đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhóm công cụ chọn là Rectangle marquee và Elliptical marquee. Đây là hai công cụ trong nhóm công cụ chọn đầu tiên giúp các bạn có thể khoanh vùng một vùng hình ảnh nào đó để lựa chọn nó và sau đó giúp chúng ta có thể thao tác với vùng hình ảnh đó. Ở đây bạn đang có một vùng hình ảnh. Bây giờ hình ảnh này được là tập hợp hay được tạo ra bởi rất nhiều các cái ô vuông mà chúng ta quen gọi nó là pixel. Muốn làm việc với vùng hình ảnh nào thì chúng ta sẽ phải sử dụng công cụ chọn và sau đó khoanh vùng cái nhóm hình ảnh đó. Như bạn thấy thao tác khoanh vùng ở đây nó rất là dễ. Chúng ta chỉ việc kéo dê con chuột với công cụ được lựa chọn để tạo ra một cái vùng. Vùng này chúng ta sẽ đã quy ước và đặt tên nó là vùng chọn. Hay là chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng của nó giống nó đang giống như là một đàn kiến dịch chuyển. Những cái chấm đen và chấm trắng nó báo cho bạn biết đó là một cái vùng mà được giới hạn trên hình ảnh của các bạn giúp cho chương trình có thể hiểu là đâu là cái vùng được chọn và đâu là cái vùng không được chọn. Nó khác với các phần mềm cấu trúc vector khi ta chọn vào thì cái hình nó được xuất hiện các cái phần transform. Nhưng đối với Photoshop, mỗi một lần các bạn tạo vùng chọn thì nó sẽ xuất hiện một cái vùng chấm chấm như này. Chúng ta gọi là vùng Marquee Selection hay bây giờ chúng ta gọi nó đơn giản là vùng Selection. Và khi chúng ta đã khoanh vùng hình ảnh như vậy rồi thì những chỉ những cái pixel nào mà nằm bên trong cái vùng này thì sẽ được chương trình hiểu là chúng ta đang muốn làm việc với nó. Còn lại những cái phần pixel hay là vùng hình ảnh phía xung quanh thì nó sẽ không có chịu sự ảnh hưởng gì cả. Giả sử bây giờ mình sẽ khoanh một vùng như thế này, rồi sau đó mình thực hiện một cái lệnh điều chỉnh màu cho hình ảnh đó bằng cách lựa chọn một công cụ điều chỉnh màu. Chúng ta sẽ học về cách điều chỉnh màu ở các bài sau. Bây giờ khi điều chỉnh màu thì bạn nhìn thấy là chỉ cái vùng hình ảnh nào mà mình chọn nó mới bị ảnh hưởng, còn những cái vùng xung quanh thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Như vậy để các bạn bắt đầu hình dung ra là việc thao tác lựa chọn hình ảnh trên Photoshop đó là việc chúng ta sẽ dùng một công cụ khoanh các cái pixel hay là các cái đối tượng điểm ảnh ở một cái giới hạn nhất định nào đó để chương trình có thể hiểu nó được bóc tách ra khỏi các cái pixel khác và từ đó giúp chúng ta có thể làm việc được với nó. Vậy là đó chính là một cái thao tác mà chúng ta quen gọi là thao tác selection, thao tác tạo vùng chọn. Vậy thì công cụ rectangle marquee, công cụ tạo vùng chọn này thì cho phép bạn tạo vùng chọn trong những trường hợp nào? thì khi bạn có một vùng hình ảnh mà bạn muốn chọn nó mà vùng hình ảnh đó nó lại có cấu tạo là hình tròn giống như hình trái đất ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ vẽ có cấu tạo là hình tròn thì chương trình sẽ giúp các bạn có thể tạo ra một vùng chọn nó có cấu tạo là hình tròn tương ứng với cái vùng hình ảnh mà các bạn muốn lựa chọn. Ví dụ trái đất là hình tròn thì đương nhiên ta sẽ dùng công cụ là công cụ vẽ hình elip và hình tròn để chọn nó. Còn nếu mà ta có một cái đối tượng hình ảnh nào đó mà nó lại là hình vuông, giả sử như bức ảnh này, ta muốn chọn cả nó thì bạn sẽ phải dùng cái công cụ là công cụ tạo vùng chọn là hình chữ nhật hoặc hình vuông. Bạn vẽ xung quanh nó để tạo ra cái vùng chọn có cấu tạo giống như thế. Còn nếu các bạn dùng công cụ hình tròn thì đương nhiên rất khó để có thể chọn được một cái vùng hình ảnh nó có cấu tạo là hình vuông. Vậy là việc lựa chọn công cụ thì nó chỉ đơn giản là phù hợp với cái tình huống ngữ cảnh hình ảnh mà các bạn muốn tạo ra vùng chọn theo hình ảnh đó mà thôi. Thế thì trong trường hợp này, mình sẽ thử chọn với một cái công cụ chọn là hình ellipse thì công cụ hình elip thì cho phép các bạn có thể tạo ra vùng trọn là hình elip bằng cách các bạn đưa con chuột ra ngoài màn hình nhấp dây chuột trái và sau đó kéo di con chuột chúng ta sẽ tạo ra một vùng trọn hình elip nhưng trong quá trình vẽ ra một cái vùng trọn như vậy thì các bạn có thêm một số các thủ thuật để vẽ như sau giả sử khi nhấp dây con chuột đồng thời các bạn ấn thêm cho mình phím shift trên bàn phím thì các bạn sẽ tạo ra được một vùng trọn khống chế cái tỷ lệ thành hình tròn nếu không ấn phím Shift thì chúng ta sẽ vẽ ra một vùng chọn tự do có cấu tạo là hình elip theo kích thước tùy ý và theo ý muốn của bạn để quá trình vẽ vùng chọn là hình elip mà nó được chủ động hơn thì có những tình huống ta sẽ vẽ ra từ tâm nếu các bạn vẽ bình thường thì nó sẽ vẽ ra một đỉnh nào đó và vẽ sang phía đối diện của cái đỉnh mà các bạn đặt con chuột lúc đầu còn muốn vẽ ra từ tâm của con chuột thì bạn giữ thêm phím an trên bàn phím bạn thấy là lúc này vùng chọn đang được tạo ra từ tâm nếu các bạn ấn kết hợp cả an và shift thì ta sẽ vẽ ra một vùng hình tròn từ tâm tương tự như thế thì hình vuông cũng được vẽ giống như vậy bạn ấn con chuột nhấp dây và kéo nó bạn giữ phím an và bạn sẽ vẽ ra một vùng chọn từ tâm và các bạn bắt đầu làm quen với việc thực hiện hai thao tác vẽ cơ bản này để vẽ ra một vùng chọn hình chữ nhật hay ELITE. vẽ ra một vùng chọn là hình tròn hoặc là hình vuông bằng cách ấn kết hợp thêm một phím là phím shift như bạn đang nhìn thấy đây để mở rộng thêm một tình huống khác thì các bạn lại tiếp tục vào trong menu file và chọn lệnh open các bạn mở cho mình một cái file đã được mình đính kèm trong thư mục hình ảnh lên à, mình lưu ý thêm một chút xíu là với mỗi một cái project thì mình luôn có một cái thư mục hình ảnh gốc để giúp các bạn có thể dùng những hình ảnh đó và thực hiện cái bài tập ở đây ở đây trong trường hợp này mình mở thêm một bức ảnh là cái bức ảnh có tiêu đề là windows bạn nhìn thấy là mình có rất nhiều các cái ô kính trong tình huống này bây giờ mình muốn là chỉnh sửa một cái khuôn hình tức là cái khu vườn ở phía đường sau cái ô cửa sổ này như vậy là chúng ta sẽ phải lựa chọn được cái khu vườn ở phía đường sau đó nhưng bạn thành nhìn thấy là khu vườn bị lấp sau cái cửa sổ và cửa sổ thì được tạo ra bởi rất nhiều các cái hình chữ nhật và ô vuông vậy là để làm việc được với khu vườn phía sau thì các bạn sẽ phải tạo một cái thì các bạn sẽ phải làm một công việc đó là lựa chọn được khu vườn đó và bạn thấy là việc lựa chọn khu vườn này thì khá là đơn giản nhưng mà nó cũng mất rất là nhiều thời gian của chúng ta đó là chúng ta sẽ phải sử dụng một công cụ là công cụ vẽ hình chữ nhật chẳng hạn. Sau đó là chúng ta sẽ vẽ lên một vùng chọn lên cái ô kính ở đây. Như vậy bạn đã chọn được cái vùng hình ảnh ở phía sau đó. Giả sử mình sẽ chọn thử một ô thôi. Và bây giờ mình sử dụng một cái lệnh điều chỉnh màu bằng cách là ấn tạm một cái phím tắt trên bàn phím là Ctrl U. Bạn cũng có thể ấn thử theo mình như thế, sau đó bạn kéo cái thanh trượt ở đây. Thế là bạn thấy là cái vùng hình ảnh trong ô kính đầu tiên nó đã bị thay đổi màu như thế. Tương tự như thế mà bạn muốn chọn được hết tất cả cái khu vườn này thì bạn sẽ phải chọn hết cái ô kính ở chỗ kia. Và nhìn thì chúng ta sẽ thấy là nó trông rất là kinh khủng và chọn được hết cái ô cửa kính này thì cũng rất là mất nhiều thời gian. Tuy nhiên sau này thì khi chúng ta học nhiều các công cụ chọn lên thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp và những cái cách nó nhanh hơn để giúp các bạn có thể lựa chọn được cái hình ảnh tốt hơn và cũng như là hiệu quả hơn. sau khi mình vẽ ra một cái vùng chọn ở ô đó rồi, làm sao để mình sẽ vẽ tiếp cái vùng chọn ở chỗ này? Các bạn đưa con chuột sang đây, nếu các bạn click chuột trái và vẽ thì bạn nhìn thấy ngay lập tức cái ô đầu tiên của chúng ta nó đã bị mất đi. Để vẽ các cái vùng chọn liên tiếp vào mà không làm mất các vùng chọn cũ thì các bạn phải sử dụng một chức năng nữa khi chúng ta vừa tạo ra một vùng chọn, đó là chức năng thêm vào vùng chọn mà nó xuất hiện ngay trên thêm option của chúng ta ở đây. Bạn sẽ nhìn thấy chức năng nó nằm đầu tiên, nó tên là Add to selection. Để có thể sử dụng chức năng Add to selection này, chúng ta ấn kết hợp phím tắt trên bàn phím là phím Shift bạn thấy ngay lập tức nó chuyển sang đấy cái ưu điểm của việc uh, sử dụng kết hợp với phím tắt đó là nếu như các bạn nhả phím tắt ra thì cái công cụ đấy nó lại trở về mặc định là công cụ new selection nó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta trong quá trình làm việc trên trong tình huống này mình khuyến khích các bạn sử dụng các công cụ với việc là ấn kết hợp với phím tắt bây giờ muốn vẽ thêm một, một vùng chọn ở ô thứ hai này thì mình sẽ giữ phím shift xuống bạn thấy công cụ con trò chuột của chúng ta nó cũng xuất hiện một dấu cộng ở trên đó bây giờ mình nhấp dây con chuột để vẽ thêm một vùng chọn ở ô thứ hai vậy bạn thấy mình đã tạo ra một vùng chọn ở ô thứ hai nhưng do là mình vẽ nó bị lệch cho nên mình sẽ sử dụng cái lệnh undo trên cái menu edit với phím tắt là Ctrl Z mình hủy cái vùng chọn vừa rồi đi mình lại ấn phím shift và vẽ lại ta nhớ lại cái cách mà hủy lệnh hủy những cái lệnh mà bị làm bị lỗi trong phần bài tập trước đó tương tự như thế trường hợp này mình sẽ vẫn giữ phím shift và mình vẽ thêm một vùng chọn ở ô thứ ba này vậy là các bạn đã tạo ra được ba cái ô vùng chọn liên quan đến ba cái ô kính ở chỗ kia cứ tuần tự như vậy thì ta sẽ chọn hết được cái ô cửa sổ chỗ này và sau đó chúng ta sẽ thực hiện một thao tác điều chỉnh cái màu sắc ở đó thì chúng ta sẽ giải quyết xong được cái uh, chúng ta sẽ chỉnh sửa được cái vùng hình ảnh mà chúng ta muốn làm việc ở trên đó. Tương tự như thế thì để tạo ra một vùng tròn với công cụ hình elip và marquee thì mình cũng sẽ chọn công cụ đó trong trường hợp này để chọn được hình trái đất, mình sẽ để tạm công cụ với con trò chuột ở góc trên bên trái phía này, giữ phím shift và sau đó mình nhấp dê chuột trái để kéo, bạn thấy là ta đã tạo ra một vùng chọn có cấu tạo là hình tròn nếu bây giờ sau khi vẽ một vùng chọn ra rồi mà bạn lại giữ phím Shift thì lúc này công cụ nó sẽ trở thành là tạo thêm vùng chọn chứ sẽ không còn hỗ trợ các bạn trong việc khống chế cái hình tròn khi vẽ với công cụ Ellipse nữa. Và để tiếp tục với phần project của chúng ta ở đây thì mình sẽ trở lại với file Desert Wallpaper này để chọn được cái vùng hình để có thể đưa được cái vùng hình ảnh này sang cái file tài liệu Convoy Mammoth mà chúng ta tạo ra trước đó thì yêu cầu đầu tiên là các bạn phải chọn được nó. Và với hình này thì chúng ta sẽ lựa chọn công cụ hình chữ nhật ta nhấp dây con chuột từ góc trên bên trái và bạn kéo xuống ở phía dưới bên phải bạn sẽ chọn được vùng hình ảnh đó về sau thì chúng ta có thể sử dụng một cái thao tác lựa chọn đơn giản hơn là các bạn vào menu select và lựa chọn với cái lệnh là ctrl a nó tương đương với việc là chúng ta vừa vẽ ra bằng công cụ là hình chữ nhật kia tuy nhiên bạn thấy là ở đây là mình muốn chọn cả chứ còn với một hình ảnh mà nó không chọn cả thì ta vẫn phải dùng công cụ sau đó các bạn vào menu edit thực hiện lệnh copy và chúng ta di chuyển sang file tài liệu mới là con voi ma mút các bạn ấn lệnh paste hay vào menu edit và chọn lệnh paste bạn thấy hình ảnh nó đã được đưa sang file này rồi và tương tự như thế chúng ta vào file us là với vùng hình ảnh được chọn là vùng elip và hình tròn như thế này chúng ta cũng thực hiện thao tác copy và các bạn chuyển sang file mammut chúng ta thực hiện thao tác paste như vậy là phần bài học đầu tiên này chúng ta đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng hai cái công cụ chọn cơ bản là công cụ chọn hình vuông và chữ nhật công cụ chọn hình tròn và elip để chọn được hai vùng hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên phần bài tập project của chúng ta trong các phần bài tập kế tiếp trong cái phần bài học kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm về những cái công cụ như là Lasso Tool và nhóm Lasso Tool để chúng ta có thể thực hiện việc lựa chọn các vùng hình ảnh khác và ghép nó vào trong phần bài tập project cũng như là chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác chỉnh sửa hình ảnh để nó phù hợp hơn với cái không gian hay là cái tỷ lệ của cái file bài tập mẫu. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.